Ấn nút gì để ra setting nhỉ? Mình chưa biết chuột ấn nút thế nào mà. Hiện tại thì mình đang bấm WASD nha các bạn. À, phanh là spike à? Cái này cua không nhanh cũng phức tạp đấy nhỉ? Cái thể loại đua xe này các bạn chỉ sơ sẩy tí là ngã sắp vào lìn nhá. Đây kiểu trên kiểu như này ui này làm sao cho cái cua nó mượt tí nhỉ. Toàn sắp mà lìn thôi các bạn ạ. Sao sắp nó nhanh hơn nhỉ? Theo đúng chuẩn là chúng ta phải đi theo cái đường này các bạn ạ. Đi đúng theo cái đường này. Cua phải là hết cỡ luôn đấy. Đùa như là nghiệp dư vậy, what the fuck. Xong ngã. Cái này cái thể loại đua xe máy này nó phức tạp hơn cái phần đua xe ô tô rất là nhiều các bạn ạ. Này cái game Rider trước đây mình từng chơi thử khó khó kiểu tương tự như này. Nhưng mà cái bên đấy game đấy tỷ lệ mình ngã nó cao hơn nhiều. Ủa đấy. Vừa nói xong. Ô tô chúng ta có thể drift khá là dễ dàng, còn trong cái đua mô tô này thì sơ sẩy phát là ngã, sơ sẩy phát là ngã. Quá là lúa thật. Thôi nào, mình sẽ hoàn thành nhất định sẽ hoàn thành một vòng đua này. Ôi ơi, từ từ thôi, ngã tiếp rồi. Đạt đúng chuẩn 190 km. Uầy, lắc đường. Vô ngoài luôn luôn rồi. Này lên được 160. Như vậy thì cái khúc cua này của mình không quá bị quá chậm các bạn ạ. Sau khi cua xong đạt đủ cái chuẩn tốc độ của nó là được. Cái đua thế này còn gì thú vị nhỉ? Còn có những pha nó drift thần thánh nữa. Thế chắc chỉ có trong cái phần đua ô tô á. Này, chậm như rùa vậy. Chỉ dâng tốc một trong những cái đoạn đường thẳng thôi. Chứ còn đến những cái đoạn đường mà có nhiều khúc cua như này thì đua chán chết rồi. Ô đây. Nhẳng cái đại bay. Đây đến cái điểm hồng kia chúng ta phải đạt được 230 km thì mới đạt chuẩn. Rồi quá chuẩn rồi, 260 luôn.
đây lại phải giảm tốc. Rồi xong. Rồi, đại khái vậy. Đó là lối chơi của cái tựa game đua xe MotoGP 18. Chứ nào, các bạn chơi thì các bạn có thể tìm cái cảm giác về tốc độ trong tựa game này. Mình thì mình thấy được rồi, có lẽ là mình sẽ đánh giá là cái thể loại game đua xe mô tô thì chắc chắn là sẽ thua cái thể loại đua xe ô tô các bạn ạ. Ô tô thì mình có khá là nhiều cái game đã từng giới thiệu các bạn như là cái gì nhỉ, Need for Speed Payback, là đỉnh cao nhất chính là cái phần Forza Horizon 3 đúng không nào. Các bạn có thể vào channel của mình download nhá. Còn đây thì các bạn thích thì có thể download, không thích thì các bạn có thể tìm những tựa game về thể loại đua xe khác trong channel của mình, cũng có rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình đã hoàn thành video dẫn các bạn download và cài đặt game MotoGP 18 rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt các bạn.